Em cũng sẽ chuẩn bị một xong cũng là một quan trọng nữa chứ không phải là nhìn thấy vậy. Một cái làm của mình nó vẫn chưa có khớp cả nhà ơi. Người ta có cái kéo á, cái kéo chuyên của người ta để vô là nó khớp rất là thích luôn. Chịu khớp nè.